Chiều ngày 25 tháng 6, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát hiệu quả sử dụng các trang thiết bị y tế được đầu tư, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực trạng chất lượng khám chữa bệnh và giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu. Báo cáo với đoàn khảo sát về hiệu quả sử dụng các trang thiết bị y tế, Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu cho biết, tháng 1 năm 2021 được trang bị máy CT scan trị giá hơn 8 tỷ đồng và đã đưa máy này vào hoạt động thử nghiệm miễn phí được 42 ca. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn, máy bị hỏng hóc, nhưng do đã hết thời hạn bảo hành, linh kiện giá trị cao nên trung tâm không có khả năng sửa chữa. Bên cạnh đó, nhiều máy móc thiết bị khác như máy giặt công nghiệp, máy rửa dụng cụ phòng mổ đang bị hư hỏng hoặc ngưng sử dụng vì thiếu nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ và thuốc. Ngoài ra, trung tâm còn tồn tại nhiều khó khăn như cơ sở vật chất xuống cấp, hệ thống xử lý chất thải không đảm bảo, hệ thống nước sạch bị nhiễm phèn, thiếu thiết bị, thiếu biên chế, thiếu một số mặt hàng thuốc cấp cứu. Nguồn kinh phí từ định mức khoán chưa theo kịp tốc độ tăng của giá cả thị trường. Đối với các khó khăn vướng mắc mà Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu đang gặp phải, đoàn khảo sát ghi nhận để phục vụ kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.